Nếu chị đưa người ta. Tóm tắt cực nhanh, Poppy Playtime. Một cựu nhân viên đã đột nhập công ty để điều tra về việc hàng loạt nhân viên bị mất tích một cách bí ẩn cách đây 10 năm. Cha nội, rảnh háng với cả lần vừa bắt đầu trò chơi, anh ấy phải xem cả một đoạn băng siêu dài. Và tất nhiên là không thể nào tua được bởi vì kia không cho làm vậy. Kéo tua được. Trên đường đi, anh ta nhặt được đôi găng tay được cho là vô cùng hữu dụng. Tại tôi xem quảng cáo thế nó thế nên mới giống. Mới đầu tôi còn tưởng đây là máy bắn tơ của Spider-Man cơ. Tiếp đó, anh ta vào sảnh chính, chạm mặt Huggy. Anh ta và Huggy nhìn nhau, mồi như con trâu đỉa. Cả mấy chỗ này tối vô cùng nên đã gọi đến đường dây nóng của cục sửa điện để tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng. Các bạn nhân viên ơi, vào hỗ trợ mình với. Cuối cùng, đích thân tôi phải đi sửa điện, mất một hồi cực lâu để tìm ra cách sửa điện. Trở lại sảnh chính, Huggy biến mất, bỗng thấy mình sắp đẹp trai. Sang khu vực tiếp theo, lại sửa điện. Đéo. Như nào nhỉ? Cái này à? Ôi giời. Tôi tưởng đi qua được cái thanh sắt này cơ mà nhỉ. Lúc sửa tôi đã rơi khá là nhiều, hậu quả là tôi gãy mất hai chân, may chân giữa không làm sao. Nào thì bé cứ thích chơi game giải đố. Sau một hồi lâu la, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng mà thoát được thì đã tốt. Ôi thôi, đi theo cái gì vậy? Ok. Nào bây giờ không có gì phải lo cả, đúng không? Các bạn bảo là không có gì phải lo cả. I'm gay. Ra đây, ra đây. Nhảy mẹ, nhảy, nếu chị đưa người ta. Nào lại nữa nhé, không có gì phải lo này. Alo. Mày vác vào đường. Có cái hồ đây, có cái hồ đây. Nhảy 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 xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Ôi cái đi, không nhảy được à. Sao tao tưởng nhảy được mà. Mày xong rồi. Tao tưởng nhảy được. Bố mới chạy. I'm fast the fuck boy. Tao không biết được đường đâu cô ơi. Ôi trời, cái gì vậy? Con mẹ mày gặp đúng cái đường cụt ạ. Trái phải. Bây giờ tôi đi game sẽ là phải trái. Nào đi hướng nào. Ôi trời. Đồn này đu. Ôi trời. Nó mày đuổi ra. Ôi cái này. Nó bắt đuổi. Đây. Danger, tao quan tâm. Nhanh lên giúp tao cái. Nó đuổi không? Roller coaster. Nó vẫn đang lùa tôi đúng không? Thực sự nó đuổi mình kìa. Mẹ mày tao xin. Bố mày không biết trái phải đâu, còn mẹ chúng mày. Ok, cái gì đây? Đẹp trái phải. Trái phải làm ơn. Chạy lên giúp tao cái. Chạy đi. À đây rồi. Kéo xuống. Somebody once told me the world. À, chết mẹ đi. Bố mày thắng rồi. Tao đã chiến thắng rồi. Rồi hỏi thật các bạn nhé, còn con nào nó sẽ đến nó hôn mặt tôi đâu? Mong là không. Hello. À đây là cái con puppy. Là cái con mà ở đầu game đã giới thiệu mình nhá. Hình như là kéo công tắc sau là được mà. Thì mở ra xem nào. Mở ra xem có gì hay ho nào. Ôi, cái gì đấy?